Ayo, chào các bạn và chào các bạn đã quay trở lại video mới này của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ unboxing cho mọi người những chiếc áo t-shirt mà mọi người nên có trong cái tủ đồ ở mùa hè. Ok, let's go. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào cái sản phẩm đầu tiên. Thì cái sản phẩm đầu tiên này nó chính là của hãng DVST. DVST này mình muốn giới thiệu qua cho mọi người là một cái hãng local brand Việt Nam mà làm ra những cái chiếc áo t-shirt, những cái sản phẩm essential, những cái áo t-shirt rất là đẹp. Và đây sẽ là một chiếc túi. Một chiếc túi khi mà các bạn mua sản phẩm của bên họ thì sẽ được đựng ở trong một cái túi như này. Và có một cái quai sách ở đây trông khá là ngầu. Bây giờ thì mình sẽ mở bên trong ra và sẽ unboxing cho mọi người xem. Thì ở bên trong này chúng ta sẽ có hai chiếc áo t-shirt. Một chiếc là màu trắng và một chiếc là màu đen. Thì các bạn có thể thấy đây là một cái pack gói hàng khi mà chúng ta mua của hãng DVST. Thì chúng sẽ được ở trong một cái túi ni lông bằng zip như này. Và có in được cái logo của DVST khá là to ở trên này. Và bây giờ thì mình sẽ mở nó ra. Ở bên trong này thì mình có một cái, đây như là một cái kiểu như là một cái cảm ơn hoặc là một cái phiếu để gửi tới những người bạn đã mua của DVST. Thì cái tấm này có thể gọi là một cái detail mà mình đánh giá cực kỳ cao đối với những cái sản phẩm mà khi mà các bạn mua ấy, các bạn được có một cái tên người gửi như này thì thực sự là nó cảm giác như là cái người bán hàng ấy, cái người của cái brand này rất là tôn trọng cái người mua và họ đã in lay vào là viết hẳn tên để gửi cho các bạn một cái card. Và bây giờ mình sẽ mở đến cái phần chính của cái video này, đó chính là cái chiếc áo t-shirt mà các bạn nên có trong mùa hè. Trước mặt các bạn đây là một chiếc áo t-shirt của hãng DVST. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái tag. Và cái tag này có in chữ Diversity Core. Thì Core là viết tắt của clothing thì phải, đấy như mình không nhầm. Và đây là một cái tag để có thể gắn vào cổ như này. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái tag để in size của cái áo này lên trên này. Bây giờ thì mình sẽ mở qua để show cho mọi người qua về cái áo này. Cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái chiếc áo với cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái chiếc áo t-shirt này thì mình thấy là có một cái thứ rất là về cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái chiếc áo t-shirt này là thực sự là nó khá là hoàn hảo. Cái chất vải của nó thì sờ vào khá là tốt. Mình sẽ không biết là miêu tả cho các bạn như nào để các bạn có thể cảm nhận rõ hơn, chuẩn xác hơn về cái chất vải này. Nhưng mà cái chất vải này á, thực sự là mình thấy là cái chất vải này của họ làm ra rất là chất lượng. Cái độ co giãn của nó cũng không hề quá là cao. Và mình cảm thấy như form áo đây là một chiếc áo form áo là form áo oversize. Ở trên những cái đường chỉ vai này chúng nó sẽ được làm may thêm một cái đường chỉ ở đây. Nó kiểu như là nó gồ lên ấy. Như mình đã từng nói là những cái chiếc áo t-shirt mà nó có đường chỉ vai như này thì khi mà các bạn mặc lên á thì nó thực sự là cái phần vai của bạn sẽ rất là đẹp. Phần vai của bạn sẽ được kiểu như là nó kiểu như là nó đầy hơn á, nó đẹp hơn á. Phần cổ này thì được là bo bằng một lớp vải chun, nhưng mà cái vải chun này thì nó cũng không co giãn nhiều lắm, cho nên là các bạn yên tâm là khi mà các bạn giặt với máy giặt thì không hề bị bai cổ, bị giã cái phần cổ đấy ra. Về cái phần detail trang trí của chiếc áo này thì các bạn có thể thấy là nó khá là đơn giản đúng không? Ở mặt trước ở bên trái ngực thì chúng ta sẽ có một cái chữ easy đơn giản, nó khá là bình thường ở đây thôi. Về cái thiết kế của mặt sau của chiếc áo t-shirt này thì các bạn có thể thấy là họ thiết kế khá là cân xứng và vừa phải. Và ở đây thì nó sẽ có hình ảnh của ba chiếc mông giày và bên này cũng sẽ thế. Và ở giữa này thì sẽ có chữ easy holic. Và nếu mình thấy ở đây là cái chiếc chữ GG Holic này nó có thể phản quang được, nó có thể phát sáng được. Và một lát nữa thì mình sẽ cho các bạn xem thử xem nó sẽ như nào. Và sẽ in detail của cái hãng của họ lên, đó chính là chữ DVST ở đây. Và đây sẽ là một cái điểm khá là mới mà thường là mình thấy là những cái áo của những cái hãng khác thì họ thường là may hẳn logo ra ngoài, nhưng mà đây là DVST họ lại in hẳn lên đằng sau chiếc ngực này. Ở ngay dưới cái phần GG này thì chúng ta sẽ có một cái chữ, một cái dòng chữ khá là nhỏ chú thích tất cả những cái gì có ở trong cái áo này, đó chính là những cái đôi GG như là GG 500, GG 700, 350 V2, Beluga, GG 750, GG Boost 350 và GG Air Red October. Các bạn lưu ý là cái chữ này nó là cái chữ phát sáng chứ không phải là phản quang, nên là các bạn đừng nhầm giữa phản quang và phát sáng nhá. Phát sáng là các bạn tắt đèn đi nó sẽ rất là sáng. Bây giờ thì mình sẽ lấy thử đèn và chiếu vào đây cho các bạn xem là nó sẽ sáng như nào. Về ban đêm thì toàn bộ cái chữ GG Holic này nó sẽ được phát sáng lên. Và mình thấy đây có thể gọi là một cái điểm nhấn cực kỳ tốt ở trên chiếc áo này khi mà các bạn mặc vào ban đêm. Và mình nghĩ là với một cái thiết kế đơn giản như cái chiếc áo này thì các bạn có thể mặc rất là dễ. Và phối đồ cũng khá là ok thôi.
Mọi người có thể follow Instagram mình để có thể biết được là mình mặc những cái món đồ này sẽ như nào. Và cái sản phẩm tiếp theo này nó cũng là một chiếc áo t-shirt màu trắng. Và bây giờ mình sẽ mở nó ra luôn. Vì cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái chất vải của cái áo màu trắng này thì nó cũng khá là xem, nó cũng khá là giống với cả cái chất vải của cái áo màu đen kia, là nó không hề bị co giãn nhiều quá. Và cái chất vải của nó thì thực sự nó cũng không quá mỏng. Ở trước ngực này thì vẫn có một cái tag của DVST. Mình mới phát hiện ra là ở mặt sau của cái tag này là được in cái detail rất là hay, đó chính là made in Việt Nam và 100% là bằng cotton. Thế nên sẽ là một cái chú thích để các bạn có thể bảo quản chiếc áo này được tốt hơn. Và một ở trước thì sẽ có một cái thiết kế của gia đình Simpson và sẽ có được cái hashtag của ZVHolic. Không biết là đối với các bạn là cái Simpson nó sẽ như nào, nhưng mà đối với mình ấy, Simpson ngày xưa nó cả một cái tuổi thơ của mình. Đối với ngày xưa khi mà mình còn học lớp khoảng lớp 4, lớp 5 ấy, thì mình thực sự là rất thích cái Simpson này. Và mình thường mua những cái liên quan đến Simpson này của những cái cửa hàng mà bán đồ về skate. Thì thực sự là hồi đó thực sự Simpson rất là đẹp và rất là nổi. Và cái áo ZZ này nó đã cho mình trở lại cái vị tuổi thơ, và mình sẽ mặc cái áo này rất là nhiều. Ở mặt sau của chiếc áo ZZ này thì nó sẽ có vẫn là những cái ZZ ở đây, nhưng mà tuy nhiên là không phải là hashtag. Và nó được thay đổi những cái màu khác nhau, và có một cái hình của bạn Simpson ở đây đang ăn kem và khoác một chiếc áo của DVST. Thì cái hình của cái bạn Simpson này đang mặc có thể gọi là một cái chữ, một cái detail thực sự rất là xuất sắc, là họ đã thêm một cái chữ DVST ở trên cái hoodie này, và nó chỉ là một cái detail nhỏ thôi nhưng mà thực sự là nó rất là đẹp. Mà trên chân của Simpson thì đang đi đôi zebra, và cái tông màu mà nhà sản xuất muốn gửi cho các bạn là những cái màu mà nó khá là đơn giản thôi, nó không ảnh hưởng gì đến những cái màu mà nó gây khó chịu, nên là các bạn có thể mặc cái áo này khá là thoải mái. Và mọi người có thể nhập code Leo Đạt để có thể giảm giá 10% khi mà các bạn mua hàng tại DVST. Và cái code này sẽ có hiệu lực trong vòng 1 tuần. Và để tiếp tục cái video này thì mình sẽ unboxing thêm một cái sản phẩm nữa. Thì cái sản phẩm tiếp theo mà mình unboxing này mình nghĩ là cũng một số bạn cũng đã biết rồi. Đó chỉ là một chiếc áo t-shirt oversize của hãng Manor Claw. Và bây giờ thì mình sẽ không giới thiệu nhiều về cái hãng này nữa, bây giờ mình sẽ mở nó ra. Và về cái áo này thì nó là một cái sản phẩm essential của hãng Manor Claw, và nó có một cái đặc điểm, đó chính là các bạn có thể thấy là ở mặt sau của nó có những cái detail nó khá là khác với những cái brand khác, đó chính là các bạn sẽ có một cái đường chỉ dài chạy từ cổ áo cho tới phần lưng của áo. Thì cái điều này sẽ làm giúp cho cái áo oversize của các bạn sẽ được, phần lưng của các bạn sẽ được đứng form áo hơn. Và đối với mình thì những cái chiếc áo oversize thì ở phần vai của nó thì thực sự không bao giờ thiếu những cái đường chỉ như này, thì có thể gọi là tôn lên cái phần vai và cái phần cổ của các bạn hơn. Thì cái phần cổ này thì mình làm trực tiếp bằng cái vải của cái áo này, cho nên là các bạn sẽ không hề nhận lại được một cái sự co giãn nào khi mà các bạn giặt nhiều. Và các bạn yên tâm là cái phần cổ như vậy thì khi mà các bạn giặt áo thì không hề bị co giãn, bị bai cổ ra. Và ở mặt sau này chúng ta sẽ có một cái tag, một cái điểm nhấn của chiếc áo này, nó nằm ở cái tag và một cái đường chỉ chạy dài đến khoảng ở sống lưng như này. Và ở mặt trước và mặt trái của bên trước ngực này nó sẽ là một cái hình logo được in ở trên này và được in ở góc bên trái. Và nếu như các bạn đã follow Instagram mình thì các bạn có thể thấy là mình mặc cái chiếc áo này khá là nhiều. Cái chất vải của nó thì nó cũng không quá dày và cũng không quá mỏng. Điều này thì sẽ khiến cho các bạn mặc vào mùa hè thì nó khá là thoải mái và nó cực kỳ ít co giãn, cho nên là các bạn yên tâm mặc áo của Manor Claw lên thì cái phần này của nó họ sẽ không hề bị co giãn nhiều đâu. Chi tiết của những chiếc áo này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới, các bạn có thể click vào đó để xem. Và nếu các bạn thấy video này thì các bạn nhớ đừng quên nhấn like, share và để lại cho mình một subscribe để mình có thể có thêm được những video tiếp theo. Và hẹn các bạn ở trong một cái video gần nhất. Bye bye.